cùi thì anh em còn nhớ đấy, 10 triệu bản coi để xem là 10 triệu thì có những cái gì. Con này sai lời nha anh em. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Lưng ghế để tạo được qua bên này. Kê đầu, chân, bè hay một phụ kiện. Bông ghế. Được khăn hả? Bây giờ mình sẽ đi khui từng phần. Rất xịn xò. Kiện đầu tiên sử dụng hướng dẫn lắp ráp và phụ kiện. Bỏ trong cái hộp. Rất xịn xò. Tre, ốc, rút bắt lưng. Hai cái cần hai bên có như này để tăng giảm độ cao với lại chỉnh ra ngá lưng đằng sau. Lát nữa anh em sẽ có cái trụ lục giác để sit up. Cái này chưa. Êm. Tựa đầu có cái ngàm để lát nó bắt vào trong lưng. Lưng nhỏ. Đẹp vô cùng. Đều cá chép hoặc không. Đế. Rất rất đẹp. Mọi thứ đều ok. Mặt trước. Đế. Biển. Bên. Biển bên. Đều chứa. Trụ thì anh em nhớ lắp những tre, những nhựa tre lại là xong. Vì ốc để bắt bệ ghế đã được gắn sẵn nên anh em lật ghế lại rồi tháo ra nhé. Ốc của tay ghế là hàng đã bắt sẵn rồi, anh em nếu kỹ càng thì siết nó lại kiểm tra xem nó còn ốc lỏng không thì siết nó lại, không thì thôi. Bắt cái bệ anh em lưu ý cái mặt này là mặt trước của ghế nhé. Mặt trước của ghế này thì cái cục này á, cái cục này này luôn luôn nó nằm về phía đằng trước, cái lỗ nó nằm về phía đằng sau. Anh em nhớ nha, mặt trước của ghế thì cái cục này luôn luôn nằm ở phía đằng trước. Nếu mà anh em đặt như này là sai rồi, đặt cái cục này về phía đằng sau là sai rồi, phải đặt cái cục này về phía đằng trước thì mới là đúng. Anh em đặt đúng vị trí lỗ, ta đã bắt ốc. Xít đều 4 ốc. Xít đều. Đây. Cái này. 1 hour later. Cái này anh em có thể rút ra tùy tư thế nắm tay của anh em. Anh em lát nữa có thể rút ra được. Sau khi gắn xong, anh em đặt lên chân trụ. Rồi, gắn xong luôn. Ở đây nó có một cái chỗ để ấn vào thì có thể kéo được. Cái này để chỉnh này. Nhưng lưu ý là vì ốc họ bắt sẵn rồi nên thành thử rồi bây giờ phải tháo nó ra trước đã. Đây, đặt cái này. Đặt cái vào luôn. Sau khi vào xong thì anh em tiến hành bắt ốc. Nhớ xịt lại. Qua bên này thì dễ rồi. Nếu cái lỗ nó không đúng á, anh em dùng một tay tì nó xuống một chút cho cái lỗ, cho nó đúng cái vị trí ốc, lỗ ốc này. Đưa vào. Rồi. Bắt nhớm thôi. Sau đó dùng cái tay bên này đẩy
đẩy nó ra sau chút cho nó thấy được cái lỗ ốc của thầy. Đây. Con này nó có 5 tấm hút, thành thử khi đặt đặt hút luôn rất là chắc chắn, không sợ rớt ra ngoài. Bên này cũng tương tự, đặt vào là hít, vào là hít. Ở đây nó có cái ngàng rồi, mọi người chỉ cần đặt. Anh em nhớ đặt chữ đất Giê-xu hướng lên trên nhé. Con này nó có một điểm hay này, cái vòng này có nghĩa là nó cho phép điều chỉnh cái độ phồng của cái này thông qua dựa vào cái công tắc này. Anh em có thể tăng giảm được một chút. Cái bên này á, con này là bệ cóc, thành thử ra là nó sẽ có chế độ bập bênh. Thế thì anh bẻ lên bẻ xuống để bật và mở khóa chế độ bập bênh. Lát này em sẽ nói rõ hơn. Bên này là để nâng lên hạ xuống. Bẻ nó về phía trước một chút và để nâng lên. Kéo cái này lên, tỉ lưng ra đằng sau, ấn nó xuống để khóa lại. Muốn đưa nó vào, kéo nó lên, nhóm lưng lên, tự khắc đẩy vào. Con này hồi nãy em có nói về cái chế độ bọc bênh thì như thế này, thì con này bị cóc. Bên này mở và khóa chế độ bọc bênh. Hình thứ đó là mọi người chỉ cần bẻ ngược lên trên. Cái bẻ xuống dưới nó đang nằm ở dưới như thế này, là khóa bẻ được lên trên và mở. Đây là chế độ bọc bình đúng không ạ? Bây giờ khóa chế độ bọc bình thì làm thế nào? Đây, bẻ nó xuống. Rồi, xong. Tiếp theo, tay ghế. Em muốn nâng lên hạ xuống tay ghế nha. Ở đây có cái miếng sắt này, kéo ngược lên. Rồi, tiếp việc trước sau làm sao? Ở đây có một cái nút này, ấn cái nút này vào, đưa lên rồi trước rồi sau, ấn cái này vào để đưa sang trái đưa sang phải. Đấy. Lên xuống thì bên hông này, ở đây có cái gần đẩy ngược lên là đẩy lên trước sau ra vào. Nâng lên hạ xuống á, chiều cao của ghế. Anh em chỉ cần bẻ ngược lên thôi. Đây nhé, bẻ ngược lên, ngược chiều kim đồng hồ. Rồi. Đây là lưng ghế cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ để link ở phần mô tả cho anh em quan tâm. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến cuối video. Nhớ để lại một like và subscribe cơ giáp cho kênh chúng mình. Và hãy để lại bình luận của anh em về chiếc ghế. Hẹn anh em trong các video unbox tiếp nhé.